Đây là quang cảnh làm việc của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may túi sách Vĩnh Nghi, đường Trương Công Định, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trước đại dịch. Ông Bùi Văn Cường là người con quê hương xứ Quảng, điều hành doanh nghiệp này với 90% người lao động đến từ các huyện của tỉnh Quảng Nam, được cưu mang với nhiều chính sách tốt và gắn bó với công ty nhiều năm. Chỉ mới 2 tháng thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, công ty Vĩnh Nghi cũng rơi vào khó khăn chung. Có thể nói là ảnh hưởng rất là nhiều tới các cái hoạt động sản xuất của tất cả các doanh nghiệp, ngay cả doanh nghiệp Vĩnh Nghi của chúng tôi nói riêng và các doanh nghiệp cả thành phố nói chung, tất cả các cái sản xuất phải dừng lại, kể cả những cái đơn hàng phải giao cho khách hàng thì đều phải tạm ngưng. Hơn 30 năm hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa bao giờ tôi thấy một cái cảnh mà cái không khí mà nó vắng vẻ như thế này. Thì đó cũng là một cái điều khó khăn nhất cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất sớm về cái vấn đề mà chỗ ở cho anh em công nhân. Chúng tôi có một nhà lưu trú và tạm thời chúng tôi đưa các anh em công nhân về tại nhà lưu trú và thường xuyên cung cấp các nhu yếu phẩm cho anh em, các cái trang thiết bị cần thiết để anh em sinh hoạt và ăn uống tại khu lưu trú để vượt qua những cái khó khăn do dịch gây ra. Và cũng rất là may mắn thì công ty chúng tôi đã được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương và hộ doanh nghiệp Tân Bình. Gần 100% thì người lao động của doanh nghiệp chúng tôi đã được tiêm vaccine đầy đủ và hy vọng dịch sẽ được khống chế sớm nhất. Là người con quê hương Bình Quý, Thân Bình, Quảng Nam, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Quốc hiện đang điều hành 7 cơ sở trường liên cấp chuẩn quốc tế. Không chỉ có giáo dục, Tập đoàn Nam Việt còn phát triển mảng y tế, tài chính thông minh. Khi đại dịch xảy ra, nhận thấy việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu là cần thiết cho người dân và góp phần không làm đứt gãy chuỗi cung ứng và giúp người dân vượt qua đại dịch. Siêu thị bình ổn giá Navicoop ra đời. Chỉ trong vòng 1 tháng, đến nay, chuỗi 4 siêu thị đã nhanh chóng hình thành và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Lưu thực phẩm khó khăn khan hiếm như vậy, thì một số cái cửa hàng tiện lợi, một số cửa hàng bách hóa đã lợi dụng tăng giá thực phẩm lên rất là nhiều, gây ảnh hưởng rất nhiều đến khó khăn đời sống của bà con. Từ cái bức xúc cái giá thực phẩm tăng cao như vậy, nên Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt mở ra siêu thị bình ổn giá Navicoop phục vụ tặng nhà bà con, để bà con ở nhà trong thời gian giãn cách chúng ta cũng không phải đi ra đường. Siêu thị sẽ cung cấp thực phẩm xanh sạch, giá rất là phải chăng, và đặc biệt là cái giá nhập bằng cái giá bán để phục vụ bà con trong cái đợt dịch Covid này. Còn đối với tập đoàn Bin Corporation Group, một tập đoàn kinh tế đa ngành có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chi nhánh trên toàn cầu, do ông Lê Hùng Anh, một người con quê hương Tam Kỳ điều hành, cũng có nhiều trăn trở lo lắng khi đại dịch xảy ra, đặc biệt là việc tiêm vaccine cho đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước. Đến nay, 100% dân sự đã được tiêm vaccine và chủ yếu làm việc tại nhà. Là tập đoàn lấy công nghệ làm nền tảng phát triển, nên thời điểm này, Bin Corporation Group không ngừng phát triển thêm nhiều dự án như phần mềm Traveler, mảng du lịch cho thị trường châu Âu và Mỹ, dịch vụ thanh toán toàn cầu qua ứng dụng ngân hàng số DNBC trong tháng 9 tới. Tất nhiên, trong quá trình làm việc tại nhà có những cái phát sinh và hiệu quả công việc nó không được như mong muốn, nhưng công ty vẫn đảm bảo được toàn bộ chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. Song song với đó thì công ty luôn luôn có những cái chính sách và những cái chương trình để ủng hộ đồng bào tại Thành phố Hồ Chí Minh và bà con quê nhà tại Quảng Nam. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi phối hợp với Hội đồng Hương tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều cái chương trình thiện nguyện giúp bà con tỉnh Quảng Nam chúng ta sớm vượt qua cái đại dịch này, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch trong thời gian sắp tới. Anh em doanh nhân người Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm tất cả các ngành nghề từ dệt may, giáo dục, truyền thông, thẩm mỹ, cơ khí, vân vân rất là nhiều, thì tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đặc biệt người Quảng Nam mình tại Thành phố Hồ Chí Minh thì làm rất nhiều trong ngành dệt may, đặc biệt là trong quận Tân Bình thì ngành dệt may là ngành rất là phổ biến do những người Quảng Nam mình làm chủ,
thì thay mặt Hội Doanh nghiệp Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã tiếp nhận các ý kiến của các doanh nhân người Quảng Nam và trực tiếp kiến nghị lên các cơ quan có chức năng về các chính sách giảm miễn lãi bên ngân hàng, giảm các chính sách về thuế, các khoản vay mới để cho doanh nghiệp có thể trả lương cho công nhân, các chính sách về bảo hiểm xã hội, công đoàn, vân vân rất là nhiều. Cũng rất là mong đại dịch Covid mau qua đi để các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, quay trở lại cuộc sống bình thường mới. Ông Trần Ngọc Đính cũng cho biết thêm, với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam tại miền Nam, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với hội sắp xếp và đưa đón gần 3.500 công nhân Quảng Nam về quê để giảm tải cho Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, Hội đồng Hương cũng đang khuyến khích người dân ở lại trong giai đoạn hiện nay để được ưu tiên tiêm vaccine, gắn vượt qua khó khăn trước mắt và trở lại làm việc kịp thời khi Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam đã hoàn toàn kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.